Chào các bạn, chào các bạn trở lại với video tiếp theo của Can Fit Gucci. Hôm nay mình nhận được cái con Dell Watch 14 5459. Hiện trạng của cái con này là cái led này chớp đèn nha các bạn. À, cái led nguồn và led dây dắt nguồn và sạc này nè, nó chớp và không lên hình nha các bạn. À, đây là cái mã men của cái con Dell Watch 14 5459 đây. DA0 AM8 MB8 D0 review D nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái hiện tượng của nó nha các bạn. Rồi led sáng rồi nha các bạn. Rồi, led sáng đèn. Rồi máy ăn nguồn. Rồi bây giờ mình sẽ kích nguồn. Đó, các bạn quan sát cái đồng hồ. Rồi máy có dòng chạy nha các bạn. Đó. Rồi các bạn quan sát led. À, led nó sẽ chớp này nha các bạn. À, các bạn quan sát là led nó chớp. À. Chớp hai chớp vàng nha các bạn. À, và 4 chớp trắng. Rồi. Đây là hiện tại hiện trường của nó nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra và sửa chữa nha các bạn. Rồi, đối với cái ban trên cái con Watch 14 5459 này nha các bạn, thì khi mà nó chớp led như vậy, mình nghi ngờ là nó không nhận cái RAM nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành, mình sẽ hàn lại cái chân của cái khe RAM nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình làm xem coi là nó có hết cái bệnh chớp đèn nữa không nha các bạn. Thank you.
Rồi mình vừa hàn xong cái chân của khe ram nha các bạn. Đó, mình vừa hàn lại xong cái chân của khe ram. Bây giờ mình sẽ gắn vào mình test xem cái men có hoạt động không nha các bạn. Rồi, sau khi mình hàn xong cái khe ram nha các bạn. Đây. Đó, sau khi mình hàn xong khe ram, bây giờ mình sẽ gắn ram vào và mình sẽ gắn vào xem là máy có hoạt động và xuất hình không nha các bạn. Đó, bây giờ mời các bạn theo dõi cùng mình. Rồi bây giờ mình sẽ cắm nguồn nha các bạn. Và mình sẽ kích nguồn. Đó, xem là máy có xuất hình không nha các bạn. Rồi các bạn cũng quan sát cái đồng hồ của mình. Rồi, máy ăn dòng nha các bạn. Rồi mình sẽ kích nguồn. Rồi, như vậy là máy nguyên lên hình nha các bạn. Ok các bạn. Đó, như vậy là máy đã lên hình. Như vậy ở ở cái con Dell Watchdog 14 5459 là do bị hở cái socket RAM nha các bạn. Sau khi mình đã hàn lại cái socket RAM thì máy đã hoạt động và xuất hình. Rồi, video mình xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Chào các bạn.